Thưa quý vị, cờ người là một trò chơi dân gian, môn thể thao trí tuệ hấp dẫn. Trước đây thường được tổ chức vào dịp lễ Tết, đến xuân về ở nhiều nơi trên cả nước. Tuy nhiên, trải qua bao thăng trầm lịch sử, lễ hội cờ người đã bị mai một. Nhằm bảo tồn các lễ hội và hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, nhiều lễ hội, trong đó có lễ hội cờ người, đang được quan tâm và từng bước được khôi phục tại các địa phương. Tại Quảng Trị, tiên phong trong vấn đề khôi phục và bảo tồn cờ người được bắt đầu từ trường tiểu học Hướng Phùng thuộc huyện miền núi Hướng Hóa. Đây là buổi tập duyệt khôi phục lễ hội cờ người do thầy và trò trường tiểu học Hướng Phùng thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức ngay trong chính khuôn viên của trường học để chuẩn bị cho lễ hội này trong mùa xuân, Tết cổ truyền Mậu Tuất. Dù còn nhiều bỡ ngỡ từ việc bố trí, sắp xếp, sân cờ, quân cờ, trang phục và cả đường đi nước bước của từng quân cờ, song bằng nỗ lực của tình yêu về văn hóa dân gian của dân tộc, thầy và trò nơi đây đã có những màn trình diễn chào làng hết sức ấn tượng. Khi tham gia việc chơi cờ người, em đã biết chơi cờ người và rèn luyện kỹ năng như kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quan sát để đi đúng các nước cờ theo hiệu lệnh của người chơi, và chúng em còn những giờ ra chơi thật thú vị ba bổ ích. Trước đây cái bộ môn cờ người thì em cũng đã nghe qua nhưng mà vẫn còn rất là mường tượng, tức là chưa được tận mắt nhìn thấy. Thì bây giờ tại trường tiểu học Hướng Phùng đã phục dựng cái mô hình này tại sân trường của trường, thì tôi cảm thấy cái việc làm này rất là ý nghĩa. Qua cái hoạt động này thì không những là một sân chơi bổ ích cho các em mà nó còn có một cái ý nghĩa rất to lớn, giáo dục cho các em tin yêu những cái trò chơi dân gian của quê hương đất nước của mình. Bàn cờ được thiết kế vuông vức ở giữa khoảng sân trường, 32 quân cờ, người thi đấu là 32 em học sinh nam nữ của trường. Các quân cờ người được mặc áo rực rỡ có theo biểu tượng quân cờ mình thủ vai ở trước ngực và sau áo để người xem theo dõi diễn tiến và đấu. Bây giờ là trường tiểu học Hướng Phùng đã khơi dậy cái cờ người này để phục lại những cái nền văn hóa của đất nước chúng ta, và cũng ngoài đó là có thể là qua thông qua là trường tiểu học Hướng Phùng hôm nay mà có thể nhân rộng ra những cái ngày lễ hội, những ngày Tết Nguyên Đán, rồi là có những ngày để chúng ta đưa vào để làm cho dân tộc mình có cái nền văn hóa thổn thức dậy. Có thể thấy rằng không khí tưng bừng của ngày hội khôi phục lễ hội cờ người mà thầy và trò trường tiểu học Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức đã và sẽ góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ biết quý và biết yêu hơn những nét văn hóa dân gian của dân tộc và ngày càng tô điểm thêm cho các lễ hội độc đáo trong mùa xuân năm nay. Đây chính là một trò chơi dân gian đầy tính trí tuệ, mang đậm bản sắc văn hóa Việt, thể hiện nét văn hóa cộng đồng cũng như tái hiện lại kiểu đấu trí thời xưa của cha ông ta.